Miss Universe Việt Nam tung bằng chứng phản bác Unicorp, 8 lần thương thảo, thư loại bỏ Thảo Dân Lê gửi trước 14 tiếng. Miss Universe Việt Nam đã tiết lộ email trong quá trình làm việc với Unicorp về dự định đưa Thảo Dân Lê đến đấu trường Miss Universe quốc tế. Quyết định rút quyền thi đấu của Thảo Dân Lê đến từ Miss Universe Việt Nam đến nay vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Unicorp, đơn vị cũ từng nắm giữ bản quyền cuộc thi, và Miss Universe Việt Nam, đơn vị mới đang giữ bản quyền, liên tục đưa ra những phản hồi trái ngược. Một bên tỏ ra ngơ ngác vì chưa kịp thương thảo, trao đổi hoàn tất mà đối phương đã ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, bên còn lại vẫn khẳng định đã có email kết thúc đàm phán. Tối 30 tháng 3, CEO Bảo Hoàng đã lên tiếng phản bác về bài đăng mới nhất của Miss Universe Việt Nam. Chúng tôi không nhận được email kết thúc đàm phán nào vào ngày 28 tháng 3 như Miss Universe Việt Nam đưa tin trên fanpage. Đại diện của tôi đã kiểm tra cả email lẫn tin nhắn điện thoại, không có phản hồi nào từ Miss Universe Việt Nam. Mới đây, đại diện Miss Universe Việt Nam đã chia sẻ thêm về 8 email đàm phán qua lại với Unicorp. Theo đó, bắt đầu từ ngày 2 tháng 3, Miss Universe Việt Nam đã chủ động gửi email cho Unicorp với nội dung đề nghị hợp tác để đưa Á hậu Thảo Nhi đi Miss Universe 2023. Đến ngày 6 tháng 3, đối phương trả lời chưa xác minh nguồn gốc của đơn vị gửi mail, nên cần một văn bản làm việc chính thức gửi đến địa chỉ văn phòng làm việc. Ngày 10 tháng 3, Miss Universe Việt Nam đã chủ động gọi điện và xác nhận email của đơn vị giữ bản quyền, yêu cầu Unicorp phản hồi trước hạn chót là ngày 13 tháng 3. Đến hạn, Unicorp yêu cầu Miss Universe Việt Nam cần hợp tác thì gửi hợp đồng các điều khoản để Unicorp xem xét. Ngày 17 tháng 3, Miss Universe Việt Nam đã làm theo lời Unicorp, gửi sang công ty này hợp đồng quản lý thí sinh theo format của Miss Universe. Tuy nhiên, việc trao đổi đàm phán giữa hai bên đã không mang lại đạt được thỏa thuận. Ngày 21 tháng 3, Unicorp đã có phản hồi chính thức với Miss Universe Việt Nam rằng tất cả các nghĩa vụ và quyền lợi về truyền thông bao gồm quyền phát ngôn, quyền đại diện hình ảnh, truyền thông đại diện thương mại của Á hậu 1, Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Thảo Nhi Lê đang được thực hiện và quản lý bởi Unicorp. Các quyền và nghĩa vụ này do đó không thể chuyển giao một phần hoặc toàn phần cho bên thứ ba. Các đơn vị thứ ba như tổ chức Miss Universe Việt Nam sẽ không ký kết độc quyền cùng Á hậu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam Thảo Nhi Lê, vì ký kết này chỉ được thực hiện thông qua Unicorp và tỷ lệ phần trăm mà bên thứ ba nhận được sẽ không quá 20%, thời hạn hợp đồng sẽ không quá 1 năm. Ngày 22 tháng 3, Miss Universe Việt Nam đã gửi mail từ chối và kiên quyết giữ vững lập trường từ đầu với hai lý do. Đơn vị giữ bản quyền Miss Universe Việt Nam phải có hợp đồng độc quyền với thí sinh tham dự và không được qua một đơn vị thứ ba khác để bảo đảm các quyền lợi sau này. Nếu thí sinh đoạt giải thì hợp đồng quản lý này sẽ phải tự động chuyển qua Miss Universe. Ngoài ra, khi Thảo Nhi vẫn còn hợp đồng với Unicorp sẽ đem lại những thách thức và khó khăn cho Thảo Nhi trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi Miss Universe 2023 như xung đột quyền lợi, hiểu lầm. Ngày 26 tháng 3, Unicorp trả lời vẫn phải lồng ghép với Miss Universe các điều khoản này vào hợp đồng với Unicorp và đề nghị gặp để bàn chi tiết. Tuy nhiên, do cảm thấy việc đàm phán gần một tháng vẫn không có sự thay đổi quan điểm giữa hai bên, nên Miss Universe Việt Nam đã hỏi ý kiến Miss Universe và chủ động viết email dừng lại việc đàm phán vào lúc 0 giờ 9 phút ngày 29 tháng 3, tức tối muộn ngày 28 tháng 3, và 14 tiếng sau đó, tức trưa ngày 29 tháng 3, Miss Universe Việt Nam mới thông báo quyết định rút quyền đi thi quốc tế của Thảo Nhi Lê trên fanpage. Trước đó, CEO Bảo Hoàng cũng bày tỏ muốn khép lại mọi ồn ào sau drama dài hơi với Miss Universe Việt Nam, cho biết Unicorp cũng như Thảo Nhi Lê mong gác lại mọi lùm xùm để tập trung vào các dự án mới. Hiện nay kết quả cuối cùng đã có, chúng tôi tôn trọng quyết định của tổ chức Miss Universe Việt Nam. Unicorp và Thảo Nhi Lê cũng mong muốn khép lại câu chuyện này để tập trung cho các công việc, dự án chúng tôi theo đuổi. Dù đại diện tại Miss Universe năm nay là cô gái nào, chúng tôi cũng chúc cô ấy sẽ tỏa sáng và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của mọi người.